Con này về bớt hợp thét nữa. Lùa đấy, chính sách lùa thì này mới không ra nhỉ. Nước này hay là thằng nào nó ấy rồi. Mày tính làm gì vậy? Mới được có vài cái thôi đòi ăn ngay chết rồi người ta. Có ông nào đi xương nhất? Chào giá, chào quá. Kìa. Nào, trắng băng nhỉ. Giờ cá lên ruộng nữa. Đây, nó ngập cái này mà. Nghe. Ngập này nó ra đi. Ra lên ruộng rồi. Sao nợ bên kia được, mấy cái rạch trong lông ấy. Ui, có phì. Ra đoạn rau muống rồi kìa. Xem có. Đã lên ruộng. Về đâu diều à? Đấy đi, lên ruộng đấy. Có tí để ra cái chỗ chép nọ. Chấm ấy. Thỉnh thoảng xoẹt phát. Con gì? Cái gì à? Cá chậm mới là cá to. Thằng đéo nhiều cá bé. Tự nhiên trắng phếu lối lên là được rồi. Không, tự nhiên trắng phau. Tí nữa đoạn rạch kia kìa nó bờ nó thấp. Ở đằng sau mình.
thì quay lại rồi. Đấy. Thank you.